Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mới của DJI, đó là Phantom 4. Thiết bị đầu tiên của DJI có khả năng chống va chạm vật cản. Mở thùng giấy Phantom 4 ra, chúng ta sẽ thấy có một thùng xốp rất đẹp và cứng cáp, có tay sách và có khóa. Và chúng ta sẽ mở ra xem trong hộp có những gì. Đây là bộ body của Phantom 4. Chúng ta thấy Phantom 4 được sản xuất với chất liệu nhựa hoàn toàn khác. Trên gần đáp chúng ta không thấy lỗ bắt ốc như Phantom 3, được che kính nhìn rất là thẩm mỹ. Body của Phantom 4 nhìn rất thon gọn, được thiết kế hơi nhọn lên trên, giúp Phantom 4 có bộ khung vỏ cứng cáp hơn. Và đây là pin Phantom 4, nó có khe thông gió, giúp cho pin thông thoáng không bị nóng, nên thời gian bay của Phantom 4 sẽ bay lâu hơn Phantom 3. Nếu các bạn đã dùng qua Phantom 3, khi chúng ta tháo pin ra khá là cứng, trong khi đó gỡ tháo pin của Phantom 4 nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây là gimbal của Phantom 4. Chúng ta thấy điều khác biệt nhất là trục tiêu up tiêu down, được thiết kế với hai motor điều khiển, khác với Phantom 3 chỉ có một motor điều khiển. Điều này giúp cho gimbal của Phantom 4 được chống rung tuyệt đối khi bay trong môi trường gió mạnh. Chúng ta thử bẻ motor qua lại thấy rất chắc chắn và cứng cáp. Các bạn thấy motor Phantom 4 được thiết kế hoàn toàn khác, đặc biệt là adapter gắn cánh được thiết kế theo kiểu của Inbay One, giúp chống văng cánh trong trường hợp chúng ta gắn cánh lỏng lẻo. Thử gắn cánh vào, nhấn xuống và xoay qua. Đây là hệ thống định vị mặt đất Phantom 4, nhìn rất là gọn, không có gồ lên như Phantom 3, có khả năng định vị mặt đất với độ cao gần 10 m, do đó độ ổn định sẽ tốt hơn Phantom 3. Các bạn thấy phía trước của Phantom 4 có hệ thống cảm biến chống va chạm. Khi Phantom 4 phát hiện vật cản phía trước, nó sẽ giảm tốc độ và dừng lại ở khoảng cách 2 m so với vật cản. Trong trường hợp go home, Phantom 4 vẫn né chướng ngại vật trên đường bay về. Điều này không có Phantom 3, có nghĩa là chuyện gì đến nó sẽ đến. Đây là remote Phantom 4. Đây là nút khởi động remote. Đây là nút tự bay về. Bên góc trái có nút record, cần gạt 3 chế độ bay và con lăn điều khiển camera lên xuống. Bên góc phải có con lăn điều chỉnh ISO setter, nút chụp hình và nút pause hoặc playback. Phía sau cũng có cổng USB kết nối với smartphone và cổng micro USB. Bệ gắn smartphone của Phantom 4 được làm bằng chất liệu bằng nhôm, rất là cứng cáp. Chúng ta thấy đèn LED của Phantom 4 nằm ngay dưới motor, và đây là đèn LED Phantom 3. Đây là bộ sạc có công suất 100W, màu trắng nhìn rất đẹp và đầu sạc nhìn cũng rất là khác. Đây là cấp nguồn cho adapter, đây là sợi dây USB cho Android, đây là dây micro USB dùng để update firmware cho Phantom 4.